Kỳ lạ ngôi làng nữ biến thành nam ở độ tuổi thiếu niên. Ngôi làng Salinas ở tỉnh Barahona, miền Tây Nam Cộng hòa Dominica thoạt trông giống như bao vùng đất khác ở Caribe. Nơi đây có những bãi biển cát trắng và người dân bản xứ thân thiện. Tuy nhiên, ở đây vẫn đang xảy ra một hiện tượng kỳ lạ khiến nhiều nhà khoa học đau đầu, đó là việc chuyển đổi giới tính ở bé gái khi đến tuổi dậy thì. Các bé gái mắc hội chứng này thường được sinh ra không có tinh hoàn và có một thứ trông giống như âm đạo. Tuy nhiên, khi đến tuổi dậy thì, lượng testosterone tăng cao khiến bộ phận sinh dục nam phát triển. Những đứa trẻ như vậy được gọi với biệt danh Gevedoses, có nghĩa là mọc dương vật ở tuổi 12. Theo nhận định của các nhà khoa học, hiện tượng đó là rối loạn di truyền hiếm gặp này xảy ra vì sự thiếu đi của một loại enzyme làm ngăn chặn việc sản xuất một hình thức cụ thể của hormone nam giới, dihydrotestosterone, khi còn trong bụng mẹ. Tất cả những em bé trong bụng mẹ, dù nam hay nữ, đều có các tuyến nội tiết tố gọi là tuyến sinh dục. Tuy nhiên, tại làng Salinas, thai nhi nam lại thiếu đi enzyme 5-alpha reductase để làm tăng hormone nam giới, vì vậy khi sinh ra là bé gái vì không có dương vật và tinh hoàn. Khi đến tuổi dậy thì, có sự đột biến lớn khiến testosterone được sản sinh với số lượng lớn, giúp cơ quan sinh sản nam nổi lên. Từ đó, những bé gái sẽ trở thành bé trai với dương vật đầy đủ, kèm theo đó là sự vỡ giọng để trở thành giọng nam. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn!